Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quyết Hành. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ thử thách đi tìm cái nút. Yeah, cái nút nha các bạn. Để xem Bê Quyết Hành với ông ai là người tìm thấy cái nút đầu tiên. Và những chiếc nút này được giấu rất là kỹ luôn các bạn ạ. Ha, mình chắc chắn sẽ là tìm được ra trước. Bởi vì sao? Bởi vì có những bốn mắt mà. Nhưng mà đôi khi bấm vào cái nút bị tròn thì làm sao đúng không? Các bạn tìm đi trước cần đây làm gì. Rồi bây giờ vào xem ai là người chiến thắng nha. Đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh ủng hộ Bê Quyết Hành và ốc. Nhớ like video nha. Phải the button. Đâu, nút ở đâu, nút ở đâu? Button, 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 button. Cái gì các bạn đây. Và like bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây ốc ạ. À đấy à, em cứ đi tìm xung quanh nãy giờ. Ui giời, chưa có nút ở đấy đâu mà tìm. Ngáo, người tỉnh táo. Bây giờ mình sẽ chơi bản đồ nào. Ở đây bản có đồ Adventure World. À, rừng rú hả? Đúng, cuộc phiêu lưu, hiểu không? Bây giờ là màn thứ nhất nha, ok. Ui, em sợ bao tổ chim này bên đâu ơi. À, chúng ta trong tổ chim bây giờ thử thách tìm cái nút đi. Rồi bây giờ đi tìm cái nút xem ai tìm thấy đầu tiên nhé ông nha. Ơ em bảo sao không nhảy qua dây được? À đây có một cái tường vô hình à? Ờ bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm cái nút đâu ạ. Em phải tìm được cái nút thì chúng ta mới qua được màn tiếp theo, mình hiểu chưa? Đúng đúng. Đây. Gì vậy? Em thấy à? Đây rồi, đúng không? Sai rồi, không. Bấm cái nút là qua được màn mà. Đây, cái nút đây. Yeah, qua màn rồi, ốc thua. Bê Quyết Hành tinh tế thật đi chứ. Ra bấm đi. Rồi, tìm cái nút tiếp theo. Rồi. Tìm kỹ vào, đôi khi nó ở tận góc ở đấy. Em tìm bên đấy đi. Khó. Mẹ bế tắc thật chứ. Oh. À, vậy là 1-0 nghiêng về Bê Quyết Hành rồi ư? À đây. Đâu? Phải không? Không phải cái đèn cái gì không phải cái nút các bạn ạ. Lừa rồi. Nhìn kỹ vào. Nhìn kỹ vào. Liệu có trên cây không ta? Chắc là trên cây đấy. Khó thế nhờ, tìm mắt thế giờ hai đứa tìm lòi mắt không? Thật đấy, sao game cảm giác dễ mà sao khó đấy? chạy xuống đây này. À, còn bên dưới này nữa. Trời ơi, bảo sao cứ tìm bên trên kia. Ốc thấy gì à? Thấy đâu mà thấy. Ờ, thế thì mình đây còn đây nữa này, à đây, đây thế rồi. Anh cũng thấy rồi. Anh cũng thấy. Em thấy trước, lêu lêu. Anh cũng thấy rồi, bây giờ đi tìm đi. Ui, đây rồi. Anh thấy trước rồi. Em thấy trước thì có. Rồi ôi, mấy cái lúc này dễ quá. Ở đâu rồi? Ê, đi đường hướng này hay sao mà? Hướng nào cũng được các bạn. Ủa, mình đi lên được trên này. Ủa, cái này là cái gì vậy? Chả biết nữa. Thế giới này khó nhìn quá. Ờ, nó hơi lú như con cú các bạn ạ. Ồ, tìm nút đi ốc, em thấy nút chưa? À, lên đây là không đi được, lên đây không đi được nha. Ờ, nghĩa là nó sẽ có cái ranh giới bằng cái màu trắng này này. Nút ở đâu nhỉ? Chưa thấy luôn á. Khó thế. Ủa, em biết đấy à? Thấy cái nút không? Chưa thấy gì. Ở cho mấy cái dễ dễ xong cuối cùng đến cái này. Ở đây, thấy rồi. À, đây rồi. Rồi. Nó lừa. Xuống đại dương không ạ? À? Đại dương. Đại dương mênh mông quá, nay em ở đâu? Em ở đây ở đâu? Rồi tìm cái nút đi, anh liên tục thắng ốc các bạn ạ, anh tìm quá. Gì đây, tự nhiên leo lên mấy cái này làm gì không biết. Ồ, anh vừa thấy cái nút thì phải. Không phải các bạn ạ, anh nhìn nhầm. Đây cái chai. À. Yeah, cái nút ở trong cái chai đâu ơi. Ông quá gà. Yeah. Ồ, có rùa nè. Rùa ơi, ông ngu ngốc lắm. Ông không tìm được cái nút nào hết. Tại sao nhỉ? Tại vì trình độ em quá kém. Chúng ta đang ở dưới thủy cung luôn. Ồ, cái này bên kia rồi, mình vừa thấy. Ơ, em phải tìm được một cái để em chứng minh cho các bạn thấy là em tinh mắt, em có bốn mắt mà. Đúng, đúng. Khi nào nó ăn đầm ở trong con rùa này không ta? Anh nghi lắm, toàn lừa thôi. Đây rồi. À, trên đấy à? À, ok. Chả tinh mắt thì gì? Tinh ơi là tinh chứ, đi đường nào nhỉ? Rồi chả biết đi đường nào luôn. Đi đâu á? Vẫn ở khu vực này mà. Đi tìm đi. Hả? Nghĩa là chỗ nào không đi được thì thôi, hiểu không? Đây rồi. Ở đâu đấy ốc? À, thấy rồi, thấy chỗ mà ốc rồi. Ốc càng ngày nó càng mở rộng map ra sao, chỗ nào đấy? Chỗ nào ai biết đâu. Hả? Chỗ nào, chỉ cho anh ý. Để anh em đi quên rồi. What?
Em chỉ là ngẫu nhiên thôi. Thôi em phải thấy hình như là ở trên cao xong rồi nó ở sát tường ý. Tìm lại đi em không biết đâu. Ôi giời ơi em phải đợi anh. Kìa nhìn thấy không, kìa. Trước mặt kìa, mặt lên cao này. Đấy lên cao lên, đúng rồi đấy kìa. Đấy. Ôi giời phải bảo cùng nhau thì mới cùng nhau đi cùng bạn đây luôn nè. Đâu? Đây nè. Đâu? Trời ơi gần vậy luôn hả? Dễ quá luôn, không đỡ được. Đấy, ok đi tìm đi. À, cái nút ở đâu ta? Các bạn nhìn hộ mình xem các bạn có thấy cái nút không nha. Giấu kỹ lắm các bạn ạ. À, mấy cái con mô hình này không biết là có nút ở đây không? Ủa? À thấy rồi. Đây này ông ơi, trên nóc nhà đây này. Đâu? Đấy. Đâu? Đấy. Thấy chưa? Trời ơi, nghe ai mà biết? Có quái vật vòi bạch tuộc. Ôi trời ơi. Đâu? Đấy nó thòi cái vỏ xúc tua của nó lên đấy. Nó tìm đi ốc. Ốc không tìm ra được. Để ý kỹ à, nó còn có cả trên nóc nhà luôn các bạn ạ. Ừ. Ồ khó thế nhỉ. Cái này tìm phải lòi cả mắt tôi mới thấy. Lòi mắt thật rồi. Khó thật. Ồ chỗ này nút ở đâu ta? Ui vòi bạch tuộc. À vòi bạch tuộc có nút. Nó lừa à? Đâu? Nút kìa trên nóc trên cùng á, trên nóc trên cùng. Đâu? Thấy đâu? Đấy, cái nút trên cùng của nó đấy. À, lừa đấy thì sao mà nhìn được. Em đây, đây cái nút đây luôn, nút đây luôn, dễ thế. Rồi, sao? Ấy, Bê Quý Thành có biết chơi đâu mà các bạn ơi. Nó lừa anh như thế, nó cùng màu vàng, ai mà chơi được. Nó giấu kỹ thật các bạn ạ, tìm lòi mắt ra luôn. Đấy cái nút đâu? Có khi nào ê, nó lại còn có cả bạch tuộc tím nữa. Ok, tìm chỗ đấy quả lâu nó mới để chỗ đấy nữa cho em. Cái đầu ấy. Đây, trên nóc nhà này. À. Gà. Đâu rồi, cái nút đâu rồi. Tìm đi, em tìm bên đấy đi, anh tìm bên này. Có khi nào vòi bạch tuộc không ta? Không đâu. Tím này gọi là cháu hết cả mặt luôn các bạn ạ. Ôi trời ơi. Tìm một hồi xong thấy nó ở trên nóc nhà đúng cay luôn. Bí rồi anh ơi, bí rồi. Khó rồi. À mình phải có xu để mua hin các bạn ơi. Mua hin à? Bây giờ không có đâu, không vào được Roblox để mà mua bằng Robux để mà có hin nữa. À, thấy rồi, ốc quá gà. À nó ở đằng sau đấy. À, à ra đây đi. Bên cứ thành tìm nút liên tục thấy. Được của nó đấy. Bấm vào. Ui, lại rừng à? Lại vào rừng rồi. Cuộc phiêu lưu này còn rất là xa. Chúng tôi là những con khỉ rừng xanh. Quỷ. Cái không gì phải các bạn nói? Khỉ thôi. Bài hát đây là quỷ. Đâu vậy? Bấm không ra được đâu. Phải đúng cái nút mới được. Ồ, chết rồi. À, đấy. Ồ, có lên được trên này không? Không lên được các bạn ạ. Chứng tỏ cái nút nó chỉ bên dưới thôi. Khi nào cái nút nó trên ngọn cây không? Có đấy, em nghĩ là có ấy. Tìm ở mấy cái khe nó hay lừa trong mấy cái khe này với cả trên thân cây các bạn ạ. Nhưng mà không thấy gì. Ôi, trong này không có các bạn. Mắc cả vào đây luôn. Ui, chơi trò này xong rồi phải đi khám lại mắt. Có thế nhỉ. Ở môi cái nút thôi còn không tìm thấy các bạn ạ. Cày thật sự. Ôi em tìm đi, em đứng đấy em nhìn làm sao mà thấy được. Em đang mở xem có mua được hin không. Em đứng ở đây nhảy cao lên để xem tìm không. Khó quá các bạn ơi, các bạn nhìn dùm mình, các bạn chỉ cho mình với chứ. Mình nhìn lòi hết cả mắt ra rồi. Tự nhiên sau nó có mấy trong... Đây rồi Thành ơi, nhìn nè, nó giấu ở dưới tán hoan em sao biết được, nhìn nè. Đâu? Đây nè. Ai giời ơi, giời ơi. Muốn chột cả mắt luôn. Ê, mình hoàn thành cái map đấy đâu ơi. Bây giờ mình vào quả map Daily World. Đừng vào map đồng hồ này, không chơi được đâu. Map đồng hồ nhìn đau mắt lắm. Ờ, đây đúng không? Daily World. Ok, vào đây. Trời, nó giấu dưới cánh hoa. Mà lại còn màu xanh tối tối nữa. Wow, ui trời. Chỗ này không nhìn thấy gì đâu. Chết rồi, chỗ ông này ơi, khó rồi. Em xúi dại rồi. Bây giờ đi vào cái map này xanh đỏ tím vàng còn hoa mắt hơn. Đúng rồi đấy. Đấy rồi, anh thấy nhanh quá. Bấm vào, yes. Ủa ôi. Cái gì vậy?
trắng toát thế này thì nhìn thấy cái gì? Ông ơi em toàn xúi dại thôi. Tắm rồi. Mấy cái mắt này cũng không nhìn gì luôn á. Nó còn trắng thế này, sương mù thế này thì... Đã mù rồi thì còn sương mù à. Đúng kiểu bất lực luôn đây. Không kiểu, không làm kiểu gì. Tìm kỹ vào ông ạ. Anh nghĩ nó cũng không khó đâu. Chỉ là khó. Chỉ là nó rất khó. Đấy rồi. Ôi, nó trong sương mù này hả? Ờ. Đâu? Ở trên tường nhà đấy. Đấy, à đây, ui giời ơi. Trong mấy cái thùng thì tìm đi ốc. Đây luôn hả? Không phải, cái đèn các bạn cứ tưởng cái nút. Ồ, leo lên ở trên này. Leo lên tận đây mà mình còn chưa thấy gì. Ui ôi, rơi rồi. Có khi nào nó ở trên này không nhỉ các bạn nhỉ? Anh nghi lắm. Nhảy lên được trên cao chứng tỏ là nó dễ ở trên cao lắm. Đúng, hợp lý. Đúng ấy. Ui, kì vậy? Để ở đằng sau này rồi. Ủa? Gọi là chơi cực kỳ thử thách ý chứ. Biết rồi, đâu rồi ông ơi, em thấy cái nút chưa? Thấy rồi. Đâu đấy? Đây rồi. Đâu chỗ nào? À không phải, nó là cái đèn. À bị lừa giống anh ạ, à. Chịu. Ui khu này khó tìm quá, khu này. Có khi nào giấu trong mép tường không nhỉ? À không có các bạn ơi. Khi nào giấu ở đây không? Nhìn lên không thấy gì. À khó vậy. Chết rồi. Mắc vào đây còn không ra được nữa thì đúng trò hề. Bí rồi, chóng mặt quá. Ôi xời. Đâu nhỉ? Có khi nào nó ở ngay trên mặt đất không? Có khi nào mình đi tìm một hồi xong mình bí tưởng nhỉ? Ủa, thấy chưa? Cái chỗ này thực sự rất là nhiều mà mình tìm khó luôn á. Đâu hin ở đâu á? Hình không mua được đâu. Không mua được à? Ừ. Anh có 80 mấy xu rồi. Quan trọng là nó không mua được đây này. Nó không có số hình này thấy không? Nó không, mình không biết là mua nhiều hết. Đấy. Muốn mua không mua được. Toàn súng. Đó rồi. Phải đi tìm thôi các bạn ạ. Tụi mình chẳng nhẽ là không tìm được. Đây rồi. Đâu ông ơi? Ôi giời đây. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời ơi. Chịu luôn rồi. Đây là thấy luôn. Đúng không? Đây, đây ông ơi. Đúng rồi. Ôi bia mộ này. Thôi đi ra khỏi đây đi. Khu này khu hồn ma. Thôi thôi đi ra. Em sợ ma lắm à? Có bạn nào sợ ma giống mình không? Mình sợ ma mình chạy luôn. Ở đây cái nút đây dễ luôn. Ảo thật đấy. Rồi. Rồi dễ ợt đấy. Nấm nấm nấm. Khu vực nấm. Cắm trại. À khu này cũng tương bừng khói lửa đấy. Khó tìm phải. Đây. Đây cái nút đấy ông ơi. Thấy, nhìn thấy mấy cái vàng vàng này tưởng là cái nút. Trời ơi đen thùi lùi này, bên hành tìm thấy đây luôn này. Đâu ông? Đấy, nhìn sang bên này sang đấy, 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 nhìn trái phải, đấy, đấy, kìa con ong kìa đấy. Trái phải nghe trời ơi. À đây trong tổ ong à. Ui mặt ong này. Các bạn ơi, mình nhanh đến mức mình không kịp nhìn mắt đấy là gì, mình nhìn thấy luôn cái nút. Thì nó hiện trước mặt em. Ui cái gì đấy? Nhìn cái gì ấy? Ôi đây lại nhìn thấy nút luôn. Ô cậu ơi cái gì đây? Cái gì? Một cái viên nào thiên thạch. Đâu nút đâu chỉ cho anh nào. Kìa màu xanh ra à, cái xanh lá mạ kìa bên phải đấy. Nhìn ui giời ơi. À từ đây thành phố bỏ hoang hay sao các bạn? Em vào nhà tù rồi đây nè. Em phải chỉ cho anh đứng đấy đợi cùng nhau bấm chứ. À đấy à. Thế để em phanh lại. Tìm cái nhà tù đi, nút ở đâu? Tôi tự nhiên tôi lại thành tù nhân này. Tôi phải tìm cái nút để tôi thoát khỏi đây. Tôi không làm tù nhân đâu. Đâu nhỉ? Ông thấy chưa? Có khi nào nó trên trần nhà không nhỉ? Hay là phải tìm chìa khóa xong mở cái này ra? Không, chìa khóa decor thôi. Ôi thật sự là mình phải tìm cả những cái ngóc ngách như này các bạn ạ. Không là mình sẽ bỏ sót. Ông bấm định tịnh. Ơ từ từ lấy được chìa khóa đây không? Không. Không lấy được. Đã bảo nó gì để con. Nó làm đẹp thôi, nó không có tác cái dụng gì cả. Không phải à? Chứ đây rồi. Đây. Giấu ở mấy cái thùng này. Trời ơi, sừng cái giếng. Trời mưa. Khi là giấu dưới giếng nhỉ, giấu dưới cái mái vòm giếng này đúng là khóc luôn đấy, không tìm được luôn. Đúng rồi.
Đây rồi. Thấy rồi, anh cũng thấy rồi, anh nhảy lên phát anh cũng nhìn thấy. Trời ơi. Ủa, gì? Khu đầm lầy à? Đầm lầy à? Đầm lầy các bạn ạ. Gì ấy, trông cục shit này. Eo, kinh quá. Thế giới sô-cô-la, kẹo mút nè. Ờ, thế giới sô-cô-la. Sô-cô-la. Sô-cô-la bánh đa sữa đậu nành. Ngày xưa em bán sữa đậu nành. Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh. Em, chính em ngày xưa đó đi câu trộm chúa và bán sữa đậu nành. Cái gì vậy bạn ơi? Trời ơi. Còn đi câu trộm chó nữa. Thấy cái nút chưa em? Chưa thấy gì luôn. Anh đang đứng trên cây kẹo nhưng mà anh vẫn chưa thấy cái gì cả. Em cũng chưa thấy gì, em đứng trên cao này. Ủa, khó vậy. Vậy nó là một góc khuất. Tìm đi, mỗi đứa một góc. Tìm đi. Khổ thật thật các bạn ạ. Tụi mình thì muốn lói mắt rồi luôn. Khi nào nó dự sau thanh sô-cô-la này không có này. Để tìm kỹ dưới mặt bằng dưới này nào. Chắc không ở dưới nước, còn chưa nó ở dưới nước đúng chịu luôn đấy các bạn ạ. Khó tìm lắm. Đây, ôi giời ơi. Đâu, mình rơi ai thấy, thẳng đâu, cái đúng đâu, luôn đâu. Đằng sau lưng một cái thanh sô-cô-la. Anh không nghĩ rồi, nhưng anh tìm cái sô-cô-la bên kia. Anh nghĩ làm sao. Ủa, cái gì tối thùi lùi này. Địa ngục rồi, ông ơi. Tối thế này không nhìn thấy gì đâu. Đây là địa ngục đâu, mà địa ngục đây là dung nham. Đây là có hóa đại khủng long này, tìm đi cái nút ở đâu. Đây rồi. Đâu? Đây đâu rồi. Toàn xương kìa ơi, đi ra khỏi đây đi. Đây rồi, không phải. Lừa. Đây là văn phòng phẩm à? Ờ, đây là những cái cuộn chỉ đó các bạn. À, có cả thước ké nữa. Thấy chưa? Chưa thấy gì đâu ạ. Ít chi tiết này mà không thấy á. Ít thì mới khó. Đây rồi, nó lừa này, nó để ở đây ba cái trông giả thật chứ. Ờ. Nó lừa đây các bạn ơi. Lừa là sao được bê quý thành một hành tinh lắm. Bàn tiệc à? Ôi, khéo cái kẹo. Đây là cái kẹo này. Để ý nhá, khéo trên bàn tiệc này nó là một cái nút ở đây. Ôi, tìm đâu rồi. Anh nghĩ là nó. Nó ở đâu nhỉ? Đừng mà nó là cái đuôi con này nhá. Cái đuôi chịu rồi. À, đi tìm vòng quanh trước đi. Anh nghĩ trên bàn tiệc đâu ạ. Em thấy chưa? Hay dưới cánh hoa đào rơi. Chưa thấy gì, đang tập trung. Tìm muốn lòi cả mắt rồi vẫn chưa thấy cái nút đâu. Ảo thật đấy. Ok, thế bây giờ ấy, để ấy tìm kỹ lại trên bàn tiệc nè. Bàn tiệc có cái gì đâu. Bấm linh tinh rồi nè. Bấm linh tinh. Không phải trên này đâu, hay dưới gầm bàn. Gì vậy? Hay dưới gầm ghế. Khó vậy. Khó nhỉ. Tìm kỹ vào, có khi nó ở trên tường, ở trên cây sao. Hai đứa tìm mà không ra. Ở đây. Ôi giời ơi, tưởng cái đuôi con này nãy giờ đi qua nhìn thấy à. Bó tay. Chịu luôn các bạn ạ. Rồi lại cái khu thì ai văn phòng phẩm mà. Đây, nút đây này, trên thùng cắt tông này. Đâu? Đây. Bấm. Ok. Bấm luôn chứ còn gì nữa. Chúng ta sắp đi hết cái map này rồi. Khó thật đấy các bạn ạ. Trời ơi, nó tưởng, anh tưởng cái đuôi không, anh cứ đi mãi mãi nhìn. Tìm đi không? Mình không để ý ấy. Để cối xây gió này. Người ngoài hành tinh kìa, đĩa bay kìa. Đâu rồi? Đâu rồi? Đi tìm hoài không thấy ai nữa. Ngoan sinh yêu đâu rồi? Cái nút đâu rồi? Ê, có khi trong nhà này á. Anh cũng nghĩ như em, nhưng anh ngó rồi không có thấy. Thế á? Có khi nào người ngoài hành tinh không? Đúng rồi đây. Bắt tao đi, tao bệnh rồi. Này, ui giời ơi, gốc cây đây này. Trên cây đây này. Đâu đâu rồi? Đây đây, đổi góc nhìn lên cao, lên cao, lên cao. Đấy. Ôi giời ơi, chột cả mắt ra, đi đấy rồi được. Ok đấy. Đâu? Thấy gì không? Vẫn chưa thấy gì luôn.
Đấy, nhảy lên thùng trên cao kiểm tra nào. Em kiểm tra mấy cái thùng bên dưới đi. Mấy cái thùng này đâu có gì đâu. Ôi trời ơi, trượt chân rồi. Đây rồi, trượt chân thế nào, đi đúng vào chỗ cái nút. Đây này các bạn thấy không? À, đây. Được. Đây, ra chỗ này được chưa? Ok. Bấm vô. Gì đây? Công viên à? Ong. Có một quả tượng Roblox ở đây. Có khi nào trên đầu con tượng này không? Không phải các bạn ạ. Không phải trên đầu con tượng này đâu. 11 phút rồi, tụi mình sắp phá đảo được cái map này. Trời hát à, thế à? Không phải là nút được. Bí quá. Đây rồi, ấy dài đâu dưới gốc cây. Các bạn thấy không, các bạn thấy không? Ôi dồi ôi, rực rỡ tay tết thế này thì biết lắm kẹo mà. Quá. Hoa mắt quá rồi. Đôi khi ánh sáng màu sắc nó làm mình chợt là buồn nôn và mình nghĩ kiểu hoa mắt, chóng mặt, đau đầu và nhìn xem mình sẽ bị bỏ sót đó các bạn ạ. Tìm cái nút đi ông ơi. Em đang tìm mà. Thấy không? Chưa thấy gì hết. Ôi trời, nó còn được mấy cái miếng sô-cô-la này, sô-cô-la này nữa, mệt cả người. Ôi, những chỗ này khó tìm lắm nha. Đúng rồi, nó nhiều màu. Đôi khi mình đi qua mình liếc, mình nhìn nhầm lại tưởng cái bánh. Mình nhìn xuống dưới, nhìn lên nào. À, cầu sô-cô-la này lại không phải cái nút. Không phải trên này. Đây là chỉ là một cái kem thôi. Đến khi mình tìm thấy nó rồi thì nó lại như kiểu bị dễ. Ừ. À đây rồi. Đâu? Nó ở cái lăn này nè các bạn thấy không? Ôi làm giời đây. Ơi. Ẩn thân chứ trời. Úi dồi, toàn đen trắng cái này. Lứa hả ông ơi. Gì đây, thế giới bàn cờ. Đây à? Này, đây này, Bên Thành ơi, đây. Ôi ôi, đúng là ông Tinh đấy. Ốc hên ốc nhìn thấy luôn này. Đây. Anh không bấm được nhỉ? Không phải. Ông ơi, anh không bấm được. Ơ, bấm lại đi, nó anh phải chỏ vào chứ, anh phải chỏ. Ơ, bên này không bấm được kìa. What? Được rồi, ốc ơi, anh bấm được rồi. Ơ, đây, nút đây luôn này. Không phải. Không phải, lừa. Em cũng bị lừa như thế. Nhiều game nút luôn. Game nó đâu là dễ như vậy. Cứ bấm vào mấy cái này, anh nghĩ chắc chắn sẽ có một trong những cái này là nút. Không phải đâu các bạn. Đây rồi, nút đây. Đây rồi, đây này, nó đây này, nó màu be đây này. Đâu? Đây. Đấy. Ở đây. Ừ, mấy cái kia là lừa đấy. Ui. Đường vào rừng à? Ôi, có mỗi tí này mà bây giờ đi tìm thôi. Có mỗi tí này mà hơi nhức đầu đấy. Các bạn thể chơi thử trò này xem ai tinh mắt hơn. Đấy, chơi cùng bạn bè à, là xem ai là người. Nếu mà đông người thì nó không khó đâu. Đúng. Chưa chắc nha, mình... đôi khi đông người tìm còn chả ra. Thế á? Ừ. Nhưng mà đông người thì việc tìm kiếm nó sẽ dễ hơn. Ừ. Càng đông càng dễ. Ừ. Đôi khi một mình tìm muốn lòi cả mắt ra nhưng mà bạn mình nhìn thấy là đơn giản. Quá chuẩn luôn. Đứa nào tạo ra cái bản đồ này thế, đau hết cả mắt chả thấy cái gì. Đây rồi. Em cũng vừa nhảy trên cam sao em không thấy. À, do góc nhìn các bạn ơi. Trời ơi, họ đây là nó đậu chứ cái gì. Gì vậy? Thế giới màu hồng. Thế giới này chắc không khó đâu. Tìm kỹ vào là đấy. Ồ, nó có mỗi tí đồ mà vẫn chưa thấy nó ở chỗ nào luôn này. Ồ nhờ, có một tí thôi đấy các bạn ơi. Ủa đâu giờ? Có dễ thôi. Có khi ở trên cái đèn không? Thật chứ có thế này thôi. Trên cái đèn á? Dưới gốc cây không có. Trên đèn không có. Ủa? Này các bạn ơi, toang rồi, tụi mình không... Ít thế này mà không thấy á? Đây nè. Đâu không? À không phải. Các bạn nhìn nhầm cái này đúng không? Ừ. Anh biết thừa anh cũng nhìn nhầm. Gầm ấy. Đây thầy. Đâu? Đây. Úi dồi. Bên của Thành lắc thật các bạn ạ. Rõ ràng là anh nhìn xuống khe mà. Ui, anh lắc lòi ra rồi bên của Thành ạ. Đây nè. Ông nói phải tìm thấy luôn đâu. Bên Quy Thành đúng lắc lòi. Lắc lòi gì, tình quát thế này có gì. Ok. Nên ai thể hiện trình độ đi, sao ai không bị lắc. Ồ, cứ tưởng cái nút nó cái nhà trên cây các bạn.
Ô, con sâu ông ơi. Con sâu này. Eo kinh thế. Ờ, có cốc trà. Thấy rồi. Ôi giời, chơi hay thật. Đâu ấy? Đây. Thấy chưa, chỗ cốc trà đấy. Ồ, em vừa đứng đấy em nhìn xong chắc không đứng đấy. Ờ, nãy em nhìn thấy luôn. À, em đứng đấy luôn mà em không nhìn thấy. Bị che, mình đứng đè lên mình không nhìn thấy đấy các bạn. Phế thật đấy. Ông bìa bộ đấy ông này. Còn hơn bê quay hành mắt lác. Đây là người ta đứng, người ta không nhìn thấy thôi. Ồ, thế hả? Nào thể hiện trình độ đi, xem lần này có thấy được không. Chứ anh chả lắc lòi ra thì gì. Cái chỗ này cũng khá khó tìm nữa các bạn. Ừ, cái màu kiểu à thấy rồi. Đâu ấy? Trên cây à. Ôi giời ơi, sao lại trên đây, cây. Đây đây ông ơi. Thấy chưa? Ờ. Trình độ cao. Trình độ cao đấy. Trình độ cao cực kìa. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Chị ở trong nhà ngó. Ngó trong nhà này. Có trong nhà được không? Đây nè. Đâu đấy ông? Nóc nhà đó. Đâu, chỗ nào? Em đứng chỗ nào đấy? Em đứng đằng sau ngôi nhà, em ấn lên. Đâu? Đằng sau ngôi nhà, vào đằng sau ngôi nhà. Nó ở đằng sau thùng kia, đấy, đấy. Em phải đứng đợi anh chứ. Em bấm luôn. Bấm luôn gì, trình độ kém tí anh bấm luôn cho em tìm lòi mắt thôi bây giờ. Em quên. Ghi trên đồng đội. À đây, từ từ. Cho mấy cái này nhảy đi em gì. Nhảy lên đúng cái nút à? Đây rồi, thấy cái nút rồi. Đúng không? Đúng không nó phải. Rồi. Đây này, chỗ anh đứng này. Nó đây này, đấy các bạn thấy cái nút đâu. Đâu, bảo cho cái này làm gì nhảy lên đúng cái nút luôn. Bấm vào cái xương rào. Quá nhanh, bởi vì chơi quá hay luôn đây, các bạn. Đây, nhìn thấy luôn rồi. Ở đâu? Rồi em lại bấm vào mất rồi. Đây, đây nó ở trên nóc này, nóc cái nhà này. Lại hoa. Thế giới toàn hoa. Đi tìm đi cái nút ở đâu không. Cái nút ở đâu nhỉ. Ông hoa mắt chóng mặt đau đầu đứng giữ thần. Đi tìm có khi nào nó là cái này không ta. Ông ơi. Trông như cái nút ạ. Nhưng không phải cái không nút phải. Mấy cái nhị hoa này trông như nút á. Cái nút nhìn nó sẽ khác. Nghi lắm, nghi nó mệt. Sẽ nằm ẩn ở bãi cỏ ấy. Đây rồi, dễ lá rồi. Lá cây. Dễ ơn. Ừ, nó to, nó đỏ che, đỏ chét này. Lá cây thì nó nằm ngay góc luôn. Mình cứ tăng độ khó cho game ấy chứ. Mình cứ tự nghĩ khó ấy các bạn. Map này khá là dài các bạn ạ. Tụi mình chơi tới 21 phút rồi mà tụi mình vẫn chưa thắng được. Tụi mình phải phá đảo được cái trò này. Tụi mình là những dân chơi, những người có độ con mắt tinh tường. Bạn bị tinh rồi. Đâu rồi? Đây, đằng sau. Trời ơi. Đâu? Đây. Đâu? Thấy đâu? Đứng tận đấy không nhìn thấy cái thùng, đằng sau cái thùng. Đấy, phải bảo đằng sau cái thùng. Ok, đây các bạn. Ôi chết rồi, mình không bấm vào được. À đây. Rồi. Đi tìm đi ông ơi. Mình cũng đẳng cấp luôn đấy chứ. Bê Quý Thành đứng đấy không anh tìm được 10 cái, em tìm được 1 cái. Em còn đẳng lâu cấp đi, em tìm được nhiều lắm nãy giờ ấy. Đây này, em lại tìm được tiếp này. Hên thôi, anh chưa đi tới đấy đâu, anh đi tới đấy cũng thấy. Đâu. Yeah, phá đảo ơi. Yeah, các bạn ơi, tụi mình đã phá đảo rồi. Yes. Video này khá là dài rồi, chắc là tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Và các bạn có thể dụ bạn bè vào đây để chơi cái trò này, để tìm xem là các bạn ai là người nhanh nhất để tìm ra những cái nút. Và hôm nay Bên Quý Thành chắc là người chiến thắng rồi. Mình mới là người chiến thắng này. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn video sau nha, bye bye. Bye bye.